Chủ nhật thì ngày tốt nhiều việc trừ kiện tụng, canh thìn thì giáp thìn, tốt nhất thì đừng làm gì vì đụng đâu hỏng đó anh em nhé. Chủ nhật thì ngày 26 tháng 6, 2022, âm lịch là 28 tháng 5, tức là ngày canh tuất, là ngày hắc đạo, ngũ hành nên mệnh là thoa xuyến kim. Ngày canh tuất thì tức là chi sinh can, thổ sinh kim. Ứng minh ngũ hành thì đây là ngày cát, gọi là ngày nghĩa nhật. Trong ngày là trực định thì là tốt về cái cầu tài, ký hợp đồng hay là yến tiệc. Ngày trực định thì nên tránh kiện tụng, tranh chấp hay là chữa bệnh. Và theo nhị thập bát tú thì ngày có cái sao tinh chiếu. Lý ra đây là sao xấu, tuy nhiên có ngoại lệ là sao tinh mà gặp ngày dần, ngọ, tuất thì đều là tốt. Và đặc biệt cái sao tinh này hợp với 7 ngày, trong đó có ngày canh tuất. Mà do vậy, về cơ bản, ảnh hưởng xấu của sao tinh đã bị giảm trừ nhiều. Theo bành tổ bách kỵ nhật thì ngày này cũng là không phạm kỵ gì. Vâng thưa quý vị, thì như vậy về cơ bản chủ nhật cũng là một cái ngày khá tốt, và tốt với nhiều tuổi nhiều việc. Trong ngày chỉ nên tránh các việc mang tính tranh chấp, kiện tụng, khiếu nại. Và nói chung là cá lý thì không nên vì chủ sẽ thua thiệt bất lợi quý vị. Vâng, xem tiếp ngũ hành ngày thì thấy ngày có hành là thoa xuyến kim, thì kỳ tuổi giáp thìn mậu thìn, tuổi chính xung với ngày là tuổi giáp thìn mậu thìn giáp tuất. Ngày xung tuyệt với thìn, hình phá với mùi hại dậu, tam sát kim mệnh tuổi hợi mão mùi. Các sao xấu là đại hao, tử khí, quan phú, xấu với mọi việc. Quỷ khốc thì xấu với việc tế tự an táng. Đối với các tuổi hợp với ngày thì ngày thuộc hành kim khắc hành mộc, đặc biệt tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất thì lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, tạo thành có các sao tốt là sao thiên phúc, nguyệt tài, nguyệt giải, phổ hộ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi xuất hành, hay là sao tam hợp, sao thiên ân, thì nói chung các cái cát tinh này đều là tốt mọi việc. Vâng, để chủ nhật rất là đẹp cho những cái tuổi hợp với ngày và có thể làm những cái việc quan trọng. Đối với tuổi khắc kỵ với ngày thì cũng không xấu lắm và đáng kể. Và lưu ý cẩn trọng là con giáp thìn. Trong đó hai cái tuổi giáp thìn hay là mậu thìn và các con giáp hợi mão mùi phạm tam sát kỵ mệnh thì nên cẩn trọng hơn quý vị nhé. Xin được chuyển sang xem về cái xuất hành. Theo Khổng Minh Lục Diệu thì tên ngày là tên thiên tài, tức là ngày tốt nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được mọi người giúp đỡ, mọi việc đều thuận. Tuy nhiên ngày là ngày lưu niên, do vậy công việc cũng không được nhanh và suôn sẻ quý vị nhé. Trong ngày nếu mà có xuất hành thì nên chọn các khung giờ từ 11 đến 13 giờ, từ 5 đến 7 giờ, từ 17 giờ đến 19 giờ, từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 21 đến 23 giờ là giờ là những cái giờ tốt. Vâng, đến đây Tử Vi Ông Đồ cũng xin được cùng quý vị tạm dừng những cái chia sẻ. Xin chúc quý vị một chủ nhật đầm ấm bên gia đình, đón nhận được nhiều năng lượng tích cực để chuẩn bị bước vào một tuần mới. Xin chào và hẹn gặp lại lúc 18 giờ hàng ngày trên kênh Tử Vi Ông Đồ.